Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình truyền hình thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, mới đây những thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh đã hăng hái lên đường nhập ngũ đợt 1 năm 2022. Đây được xem là ngày hội của tuổi trẻ Điện Biên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, mọi công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân đã được các địa phương đơn vị hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội tổng quân. Năm 2022, tỉnh Điện Biên được giao chỉ tiêu tuyển chọn trên 1.000 thanh niên nhập ngũ, phục vụ có thời hạn tại các đơn vị quân đội và công an là Trung đoàn 741 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 82 Quân khu 2 và Công an tỉnh. Mặc dù điều kiện thời tiết không thuận lợi, song với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt của các địa phương, ngày 20 tháng 2 vừa qua đã trở thành ngày hội tòng quân của đông đảo thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh. Với tinh thần tuổi trẻ, trước khi lên đường thực hiện nhiệm vụ, những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đều có tâm thế sẵn sàng cùng với quyết tâm nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó có thanh niên Cầm Minh Tuấn ở bản Púng Tôm, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Tuấn hiện đang là sinh viên năm thứ hai của Trường Đại học Nội vụ, Hà Nội, nhưng đã tạm gác lại việc học tập của mình. Anh đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2022. Bản thân tôi thì cũng đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội. Nhưng mà được sự cho phép của gia đình nên là tôi quyết định viết đơn lên đường nhập ngũ. Tôi cảm thấy bản thân mình cần phải hiểu và phát huy được những gì mà hiểu và làm theo và phát huy được theo những gì mà các cha ông đã đi trước để đóng góp một phần sức lực nhỏ của mình để phục vụ tống cống hiến cho Tổ quốc. Trở thành một người lính cũng là ước mơ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường của thanh niên Nguyễn Đức Hoàng ở tổ 9 phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Dù đã tốt nghiệp đại học, nhưng để thực hiện ước mơ của bản thân, Hoàng đã tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ. Tôn trọng quyết định của con cũng như mong muốn Hoàng trưởng thành hơn trong môi trường quân đội, nên gia đình Hoàng đã đồng tình ủng hộ để Hoàng nhập ngũ đợt này. Thì gia đình cũng nghĩ rằng tham gia nghĩa vụ quân sự cũng là quyền lợi và trách nhiệm của một người thanh niên, thì gia đình cũng rất chi là mong muốn là cũng như động viên cháu là tham gia nghĩa vụ quân sự để hoàn thành cái nghĩa vụ quân sự, cũng như là đóng góp một phần nhỏ bé cái sức lực để cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân và tiếp nối cái truyền thống của cha anh đi trước. Đó là che già mang mọc, và cũng gia đình cũng động viên cháu khi tham gia nghĩa vụ quân sự thì phải cố gắng và hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao và xứng đáng với lại cái biểu tượng là cũng như lời dạy của bác là đâu cần thanh niên có và việc gì khó thì có thanh niên. Trước khi đi nhập ngũ thì em mong là bố mẹ cùng em trai em sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và sẽ không cần lo lắng cho em nhiều, vì trong môi trường quân đội thì em sẽ cố gắng rèn luyện và trau dồi những cái kiến thức để rèn luyện bản thân và hoàn thiện bản thân mình thật tốt ạ. Bên cạnh đó, nhiều thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phải đi làm ăn xa nhà. Nhưng khi địa phương phát lệnh gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, họ đã sắp xếp công việc để có mặt đúng thời gian và chấp hành các quy định, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Sau khi đi làm ăn xa thì tôi đã gọi được nhận được giấy gọi về khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Và sau 2 vòng khám thì tôi đã trúng tuyển được đi nghĩa vụ quân sự năm 2022. Và bây giờ thì bản thân tôi rất là phấn khởi và sẵn sàng phục vụ cho Tổ quốc. Bản thân tôi năm nay cũng được 18 tuổi, thì cũng đã giấy gọi nhập ngũ thì tôi đã tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Tôi cũng vui mừng và phấn khởi, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tôi cũng mong bố mẹ tôi có nhiều sức khỏe và hai em cố gắng học tập tốt và em trai cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để cống hiến cho đất nước ạ.
Những ngày qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đợt này. Cùng với đó, động viên các công dân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các công dân có đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các cháu học sinh, nhất là các lớp đã thanh niên đến tuổi lên đường nhập ngũ, thì các cháu nhận thức rõ ràng và thậm chí các cháu tự viết đơn để xin đi được làm nhiệm vụ quân sự. Cái này là do có nhận thức của nhân dân và các tầng lớp, mọi tầng lớp thanh thiếu niên đã nhận thức rõ được cái việc là đối với xã mình là làm được những việc gì, nên tư cho các cháu và đến các phụ huynh rất tự giác để động viên con cháu mình lên đường nhập ngũ. Và các cháu nhận thức được là cái tình hình của đất nước mình là như thế, cái truyền thống của dân tộc mình như thế, nên là các cháu rất tự giác và các cháu rất hăng hái lên đường làm nhiệm vụ của quân đội. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển quân năm 2022. Tuy nhiên, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã thực hiện đúng quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, cùng với việc chuẩn bị mọi điều kiện cho ngày hội tổng quân. Nhờ vậy, tất cả thanh niên tiếp nhận lệnh gọi nhập ngũ đợt này đều sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm hơn 80%, trình độ cao đẳng đại học trên 10%. Đa số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chất lượng giao nhận quân năm 2022 so với những năm trước có sự tiến bộ rõ rệt, là về thứ nhất là về chất lượng chính trị là chúng tôi cũng đã tổ chức thực hiện đảm bảo hơn, về chất lượng các công dân lên đường nhập ngũ, về tỷ lệ cao đẳng đại học cao đẳng là cao hơn những năm trước 5%. Và tuy nhiên trong năm nay về tình hình khó khăn là do dịch bệnh COVID và bùng phát vào đúng thời gian, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tổ chức khám tuyển, nhưng chúng tôi phải rời lại tháng 12 nên chất lượng vẫn đảm bảo hơn những năm trước. Lực lượng thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2022 sẽ phấn đấu rèn luyện trong môi trường quân đội, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành nhiệm vụ trở về với địa phương, sẽ là nguồn cán bộ cho cơ sở và sẽ là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang thành phố. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, sự động viên ủng hộ của gia đình, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và toàn xã hội, những thanh niên ưu tú nhập ngũ năm 2022 đều xác định được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để phấn đấu rèn luyện, học tập tốt, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Lễ giao nhận quân năm nay cũng đảm bảo tuyệt đối an toàn, trang trọng và thực sự là ngày hội của tuổi trẻ Điện Biên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tôi rất vui mừng khi trúng tuyển được nghĩa vụ quân sự đợt này. Sau khi vào đơn vị, tôi xin hứa sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để xây dựng đơn vị quân đội ngày càng hùng mạnh. Sau này khi rời đơn vị, tôi trở về sẽ cố gắng là giúp gia đình phát triển kinh tế để xây dựng bản làng giàu mạnh. Sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, đây cũng chính là cơ hội để những thanh niên ưu tú trên địa bàn tỉnh phát huy nhiệt huyết và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và tin tưởng rằng họ sẽ luôn vững vàng, trưởng thành hơn trong chặng đường quân ngũ sắp tới. Thưa quý vị và các bạn, với nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua, nhiều đoàn viên thanh niên tại địa bàn thị xã Mường Lây đã tích cực tham gia phát triển kinh tế. Đến nay, có nhiều mô hình với cách làm hay cho hiệu quả cao, từ đó góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hiện nay, thị xã Mường Lây có tổng số hơn 900 đoàn viên sinh hoạt tại 18 tổ chức cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc. Thời gian qua, hoạt động xung kích phát triển kinh tế xã hội đã được các cơ sở đoàn tổ chức triển khai, đặc biệt là phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động cụ thể, sát với thực tế. Đồng thời, thị đoàn phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mường Lây đang duy trì hiệu quả 13 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 27 tỷ đồng cho trên 450 hộ gia đình đoàn viên thanh niên được tiếp cận vay vốn để phát triển kinh tế. Ban thường vụ thị đoàn coi nhiệm vụ
phát triển kinh tế cho đoàn viên thanh niên là một những nhiệm vụ trọng tâm trong các chương trình hoạt động hàng năm của Ban Thường vụ Thị đoàn. Và song song với việc xây dựng các kế hoạch cụ thể thì Ban Thường vụ Thị đoàn cũng phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan như Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng sẽ xây dựng các mô hình cũng như là hỗ trợ về công tác con giống hay cây trồng hay là phương pháp kỹ thuật cho các đoàn viên thanh niên thực hiện các mô hình phát triển kinh tế. Song song với việc đó thì Ban Thường vụ Thị đoàn cũng đã triển khai cũng như là tập huấn, cung cấp các kiến thức kỹ thuật mới để cho đoàn viên thanh niên phát triển các mô hình kinh tế. Là một trong những người đi đầu phong trào khởi nghiệp tại địa phương, anh Mào Văn Hợi, bí thư chi đoàn bản Bắc Hai, xã Lai Nưa, thị xã Mường Lai, đang có những thành công bước đầu với mô hình nông nghiệp tổng hợp. Với 3 hectare diện tích đất rừng được gia đình anh trồng chuối và canh tác làm ruộng bậc thang. Song một vài năm nay, do dịch bệnh, chuối không thể xuất khẩu. Ngoài ra, vị trí đất dốc, bất lợi về nguồn nước tưới tiêu khiến cây trồng chậm lớn, nên anh Hợi đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng các cây nông nghiệp khác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và chăn nuôi của gia đình. Đất của nhà là đất ruộng bậc thang, hồi xưa là không có nước. Giờ là gia đình chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, còn là vải và cây dồi hạt, như là cây bơ, cây sắn, cây cỏ voi cho trâu và chuối. Đất là đất đồi dốc đứng, khô cằn. Gia đình cũng đầu tư đường ống tưới tiêu, áp dụng học hỏi theo khoa học kỹ thuật và rồi cây phát triển là tốt. Thu nhập của mình bây giờ là cây thì đang lớn mà sắn thì mỗi năm cũng được hơn tấn bánh. Ngoài diện tích trồng cây ăn quả tổng hợp thì trung bình mỗi ngày gia đình anh Hợi còn chế biến khoảng 8 đến 10 kg khẩu sén, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường vào dịp cận Tết. Trước kia để phục vụ sản xuất kinh doanh, anh Hợi đều phải thu mua sắn, thì hiện nay mỗi hectare đất nương trồng sắn, anh Hợi có thể thu được 8 đến 10 tấn sắn tươi dùng để làm bánh khẩu sén. Với giá bán lẻ 40 đến 60 nghìn đồng 1 kg khẩu sén như hiện nay, thì gia đình anh Hợi có thể thu về từ 30 đến 50 triệu đồng trên hectare sắn, gấp nhiều lần trồng lúa mà cuộc sống cũng ổn định hơn. Mô hình vườn cây ăn quả của đồng chí Mào Văn Hợi là bí thư chi đoàn bản Bắc Hai. Thì với diện tích trên 3 hectare thì đồng chí cũng đã năng động sáng tạo, cũng đã trồng xen kẽ nhiều loại cây và điển hình như là có 300 gốc cây dồi lấy hạt cũng như là trên 70 gốc vải thiều và các loại cây như là chuối cũng như là diện tích cỏ voi để phục vụ cho cái hoạt động công tác chăn nuôi của gia đình mình. Đây là một trong những mô hình điểm của Ban Thường vụ Thị đoàn. Vâng, và cũng đã chính Ban Thường vụ Thị đoàn cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp cũng như là Phòng Kinh tế để xây dựng mô hình để tạo bước đệm cho các đoàn viên khác noi theo để phát triển mô hình kinh tế trong thời gian tiếp theo của thị đoàn. Còn với chị Lò Thị Ngọc Phượng, ngoài công việc giảng dạy tại trường mầm non Nậm Cản, chị còn có thêm đam mê với nghề nuôi ốc nhồi, trồng khoai tây, nuôi cá. Đây cũng là mô hình phát triển kinh tế điển hình, mang lại hiệu quả kinh tế cao của đoàn viên thanh niên xã Lai Nưa, thị xã Mường Lai. Với mô hình nuôi thử nghiệm ốc nhồi, ban đầu chị Phượng mua khoảng 20.000 ốc giống về nuôi. Sau khi nuôi, nhận thấy ốc phát triển tốt, giá thành bán ra dao động từ 150 đến 160.000 đồng 1 kg, nên chị Phượng quyết định đầu tư và mở rộng thêm diện tích ao nuôi cũng như số lượng ốc giống. Vợ chồng chúng tôi đã bàn bạc nhau xem những mảnh đất thửa ruộng ao vẫn còn để trống, nên là chúng tôi đã quyết tâm cải thiện với 500 m² là trồng khoai tây. Và ao là chúng tôi thả nuôi cá để phục vụ cho gia đình bữa ăn hàng ngày. Với mô hình nuôi ốc nhồi thì qua vừa rồi vợ chồng chúng tôi là tìm hiểu xem ở trên mạng thì thấy cũng hay hay, nên là vợ chồng chúng tôi là quyết tâm, nghĩ là Mường Lai mình chưa ai dám thử nghiệm nuôi nên là chúng tôi muốn nuôi thử xem có lợi nhuận không. Vì nếu ít người nuôi thì bán ra sẽ có lợi nhuận nhiều hơn. Chúng tôi chăm sóc hàng ngày cho ăn những các loại rau củ quả mà các loại ốc nhồi nó thích ăn, và tìm hiểu các trang mạng là ốc nhồi cần bảo vệ như nào. Ví dụ như là chúng tôi trồng nhiều bầu, bí, dưa chuột để phục vụ thức ăn cho ốc nhồi. Tôi nghĩ là nếu có sự cố gắng thì sẽ được đền đáp. Ở địa bàn xã Lai Nưa chúng tôi đấy thì một số đoàn viên thanh niên thì cũng có tiềm năng là phát triển về kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Như thực tế hiện tại thì như chỗ đồng chí Phượng
thường đang là công tác làm ngành giáo viên, nhưng mà trong giờ hành chính thì đi làm, còn ngoài giờ hành chính thì vẫn dành một số thời gian để cải thiện cho cuộc sống, như làm tăng năng suất cho gia đình, như trồng thêm khoai tây, mô hình ốc nhồi để tăng thu nhập cho cuộc sống nhiều hơn. Tôi thấy là với sự nỗ lực của bạn Phượng thì cũng mong muốn là các đồng chí đoàn viên thanh niên của xã Lây Nưa nói riêng và cả thị xã Mường Lây nói chung thì cũng nên học hỏi kinh nghiệm của chỗ đồng chí Phượng để tăng thêm thu nhập, để phát triển kinh tế gia đình hơn. Với sự quyết tâm, không ngại khó khăn trong phát triển kinh tế, những đoàn viên thanh niên như anh Hợi, chị Phượng đã phần nào khẳng định được tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên của tuổi trẻ, đem lại thu nhập cho gia đình và có những đóng góp trong công tác xóa đói giảm nghèo, nỗ lực xây dựng nông thôn mới tại thị xã Mường Lây. Năm học 2020-2021 vừa qua, cả nước đã có 832 hồ sơ gửi xét chọn danh hiệu học sinh ba tốt, trong đó có 455 học sinh đã được lựa chọn để tuyên dương. Riêng tỉnh Điện Biên có 9 học sinh đạt danh hiệu này. Đây cũng là lần đầu tiên Điện Biên có học sinh vinh dự nhận danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Trong những năm học vừa qua, phong trào học sinh ba tốt đã tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong đoàn khối các trường trung học phổ thông, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên học sinh, góp phần tạo môi trường, động lực cho học sinh tự giác học tập, rèn luyện, phấn đấu toàn diện. Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, tạo động lực cho các em học sinh xây dựng ước mơ hoài bão, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng xã hội. Tổng kết năm học 2020-2021 vừa qua, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã công nhận hơn 170 em học sinh đạt danh hiệu học sinh ba tốt, 10 em học sinh đạt danh hiệu học sinh ba rèn luyện, 24 em sinh viên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt. Cả nước mình thì có rất là nhiều bạn học sinh xuất sắc, nhưng mà khi nhận được cái danh hiệu này thì em cảm thấy vô cùng bất ngờ và tự hào. Và đó cũng là minh chứng cho cái sự nỗ lực của em trong suốt 3 năm học vừa qua. Em muốn gửi tặng cái danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương này cho bố mẹ của em, người đã luôn ủng hộ em trên con đường học tập, và cô giáo, cô luôn khuyến khích em và động viên em luôn rèn luyện cố gắng để có thể đạt được danh hiệu này. 9 học sinh được tuyên dương học sinh ba tốt cấp trung ương năm học 2020-2021 của tỉnh Điện Biên đều là học sinh trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ. Bên cạnh thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, các em còn là đoàn viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, phong trào tình nguyện, có thể lực tốt. Nhiều em có thành tích nổi bật như học sinh Lò Thị Trang đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học lớp 10, giải nhì cuộc thi tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc tự hào Việt Nam, học sinh Đoàn Thảo Vân thi vượt cấp và đạt giải khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh lớp 12. Đại diện cho Ban chấp hành đoàn trường, tôi cảm thấy rất tự hào vì học sinh của nhà trường đạt được danh hiệu học sinh ba tốt cấp trung ương. Và càng tự hào hơn nữa vì đây là lần đầu tiên tỉnh Điện Biên có học sinh đạt danh hiệu cao quý này. Đây chính là sự khẳng định cho sự khổ luyện học tập của các em học sinh, cho các phong trào hoạt động của nhà trường, cũng như sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng hồ sơ học sinh ba tốt các cấp của đoàn trường trung học phổ thông thành phố Điện Biên Phủ. Trong thời gian sắp tới, đoàn trường sẽ tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường để tổ chức thêm nhiều các hoạt động hơn nữa để đoàn viên thanh niên trong nhà trường được thỏa sức sáng tạo và thể hiện được bản thân. Bên cạnh đó, học sinh ba tốt còn là phong trào được cụ thể hóa từ chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập theo tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, việc triển khai phong trào học sinh ba tốt còn góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường, động lực cho học sinh rèn luyện. Chương trình truyền hình thanh niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.